tuyển Phúc San Việt Nam chốt danh sách dự vòng chung kết châu Á 2022. Huấn luyện viên trưởng Justoji Diegoraun chốt danh sách 14 cầu thủ lên đường sang Kuwait tham dự vòng chung kết Phúc San châu Á 2022. Trong danh sách 14 cầu thủ vừa được huấn luyện viên Justoji Diegoraun chốt lại, phần lớn vẫn là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm như đội trưởng Trần Văn Vũ, top 3 quả bóng vàng Việt Nam 2021, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Minh Chí hay Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam. Sự trở lại đáng chú ý nhất là trường hợp của pivot Nguyễn Đắc Huy. Cầu thủ vắng mặt tại giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2022 tại Thái Lan hồi đầu tháng 9 vừa qua. Bên cạnh danh sách 14 cầu thủ chính thức, tuyển Futsal Việt Nam mang theo 2 cầu thủ dự phòng trường hợp phát sinh cầu thủ bị nhiễm COVID-19 không thể thi đấu. Đó là thủ thành Phạm Văn Tú và ala Lâm Tấn Phát. Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022, tuyển Futsal Việt Nam lần lượt gặp Hàn Quốc, Saudi Arabia trước khi chạm trán với Nhật Bản, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait vào từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tới. 16 đội được chia thành 4 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Lịch thi đấu bảng D của tuyển Futsal Việt Nam: ngày 28 tháng 9, 18 giờ Việt Nam, Hàn Quốc; 18 giờ Nhật Bản, Saudi Arabia; ngày 30 tháng 9, 15 giờ Hàn Quốc, Nhật Bản; 18 giờ Việt Nam, Saudi Arabia; ngày 2 tháng 10, 15 giờ Hàn Quốc, Saudi Arabia; 18 giờ Việt Nam, Nhật Bản.